Hi, xin chào mọi người, Huy Kiên đây và chào mừng mọi người đến với một video tiếp theo trên kênh của mình. Và hiện tại mình đang có mặt ở Nha Trang, phía sau lưng mình sẽ là khu vực Tháp Bà. Mình sẽ chỉ có khoảng 2 tiếng để có thể trải nghiệm những một số món ăn đặc trưng ở hoặc là một số cảnh đẹp ở đây, thì cùng mình khám phá nha. Ok, let's go. Bây giờ sẽ cùng mình khám phá, mọi người sẽ cùng mình đi ăn bánh căn nhá. Và bây giờ là hơn 8 giờ sáng, mình sẽ ăn sáng bằng bánh căn luôn. Mình thấy có một quán ở đây là quán cô Trang, thì cùng mình vô đó có thể là thử cái món này xem sao. Đi vô đây luôn. Đây là tiktoker Huy Tuấn nhá. Và hiện tại mình đang ngồi tại quán bánh căn của cô Trang, và bạn mình ngồi đây, ngồi ngay cạnh cô đang làm bánh luôn, và mọi người cùng xem cô làm bánh như thế nào nhá. Đây là những món ăn kèm gồm có bào thành sợi này, nước chấm, mỡ hành. Và mình gọi 2 dĩa và 2 dĩa thập cẩm nha mọi người. Bánh này và tôm. Hỏi chín là cô vớt ra nè, dạ, để cho nó giòn, ăn cho nó ngon nha. Dạ. Bữa sau mấy tụi con ghé ăn nha. Dạ. Hiện tại con đang thấy là quán mình là tên là quán cô Trang. Quán cô Trang. Thì là cô Trang luôn. Bé Tháp Bà, cô là cô Trang luôn. Dạ. Bán 14 năm. Quán này là đối diện Tháp Bà luôn. Đối diện Tháp Bà. Thì con bán. Qua đây có thể là trải nghiệm. Ở xung quanh đây có khá nhiều quán, nhưng mà mình chọn quán cô Trang thì quán cô Trang khá nổi bật. Cô bán 14 năm rồi, nói vậy con? Vâng, cô bán 14 năm rồi. Bán lâu rồi. Một đĩa này là... Một dĩa thập cẩm là 50k. Bánh canh cô Trang này. Bánh căn nhé. Mình nghe thử bánh căn. Wow. Đó. Cái này thì là khi mình ăn thì tự cho cái... Ăn là bỏ hành vô, bỏ hành, bỏ xoài vô trong chén mắm, xong rồi con ăn. Nha. Mình sẽ tự bỏ ông bả hành bả xoài vô, chén mắm xong ăn. Bánh này con thấy giống, có vẻ giống cái bánh khọt ở trong. Ở đây là bánh căn, còn bánh khọt cái là nó chiên, nó chiên dầu mỡ con. Còn cái này bánh nướng, bánh nướng nó gọi bằng bánh căn, bánh xèo, là bánh đây nè con. Bánh xèo là bánh đó. Bánh xèo thì thật ra ở ngoài Bắc. Bánh xèo Còn cái này là bánh căn nè, bánh căn. Ở ngoài Bắc chưa thấy có. Ở ngoài Hà Nội chưa có. Hoặc là cũng có chỗ bán nhưng mà con không biết. Ngoài Hà Nội nó cũng vô ăn nhiều con. Dĩa này là 50k này, còn 2 cái nữa. Thì gồm nhân là thường là bánh bột, và bột này là bột gì? Bột đây bột gạo với lại trứng. Bột gạo với lại trứng, bột gạo mà đổ xuống rồi trứng đổ lên mặt. Là nó thành một cái bánh căn. Cái này tôm nè. Cái nhân bên trong kia là gì? Nhân đây là nhân trứng. Cái này là bò. Bò nha con, bò. Bò trứng gà, bò trứng cút cũng có. Cái này là một phần nè. Một phần có con là 50k nè. Đó. Nói chung là thường là mọi người ăn sẽ một mình một phần luôn đấy. Một người ăn là một phần hả con? Ăn trải nghiệm nên là sẽ có 2 phần trước, nhưng mà ăn nữa sẽ gọi thêm. Rồi Hiếu thử đầu tiên. Đây phần nữa con. Tuấn kìa. Còn cái này là xí mại nha, xí mại nè. Xí mại mà đứa nào muốn ăn xí mại thì nó gọi nó ăn, gọi ăn riêng ha. Cái này cũng có xí mại. Ăn bánh căn luôn. Ăn bánh căn luôn. Cũng như mình bỏ vô mình dầm ra ăn. Chút nữa để cho nó nóng một chút nha con. Nóng xong rồi múc bả chén nha. Rồi con bả xoài vô đó, bả vô chén mắm đó, đúng rồi. Rồi bả xoài, bả hành rồi vô, ăn vậy nó ngon hơn. Xong rồi chấm, xong rồi mình sẽ gắp theo luôn. Đây. Xí mại nè con, mại đi nha. Rồi nó nóng. Cái chén này là chén 50k. Nha, ăn nó ngon con cỡ nó. Ăn vậy nó ngon. Đó, con bỏ vô trong chén mắm á, bỏ chén mắm luôn. Đó, bỏ chén mắm xong con dầm ra ăn. Đó, ăn vậy ngon không? Hồi mai mốt về đó giới thiệu cho cô bán là có xí mại, có bánh căn, thập cẩm. Xí mại là cái thịt heo á, thịt lợn á, xong mình xay xong mình hấp. Mình bỏ gia vị đồ vô mình hấp đó con hả? Hấp ra. À, thịt heo con. Ừ. Còn hồi nãy cái món bánh căn này là thịt bò với trứng. Là nó đủ thập cẩm á. À, và bây giờ sẽ đến lượt mình thử món bánh căn này. Đầu tiên là mình sẽ gắp xoài vào này. Theo cô hướng dẫn thì là mình sẽ gắp xoài vào. Sau đó thì mình sẽ tiếp tục là mình cho mỡ hành vào này. Đấy, cho cùng vào. Ok. Và tiếp theo là một cục xíu mại, một cục xíu mại vào. Ok, mình sẽ dằm ra nhé. Ủa, xíu mại này như cô nói thì là mình nghe ở trên tivi nhiều, nghe ở nhiều video. Thì xíu mại nhưng thực sự là mình chưa biết xíu mại là gì. Thì hôm nay cô giải thích cho mình biết đó là thịt lợn, thịt heo và xay ra, hấp lên. Bây giờ mình sẽ trải nghiệm về bánh căn nhé. Mình sẽ ăn miếng bánh nhân bò trước này. Thì mọi người thấy này, đó, chấm to như này, có vẻ hơi khó ăn cho mình này, tại vì mình đang niềng răng nha. Rồi, mời mọi người ăn bánh căn cùng với mình nhá. Cái đế bánh lòng bột ấy, khá là giòn. Trứng thì kiểu nướng không này, trứng kiểu này nó kiểu nó xốp. Nhân bò ăn ngon chứ, chấm cái nước chấm này ngon này. Nước chấm này công nhận là ngon. Chấm ăn như kiểu là đây nha, mời mọi người ăn miếng bánh căn nhân mực với mình nha. Có chút ớt vào cay quá. Nhưng mà mình thấy cái bánh này rất giòn nhé, cái vỏ bánh rất là giòn luôn. Mực này nhỏ nên là khá mềm. Đây, mọi người nên thử nhá, quán bánh căn cô Trang, đối diện Tháp Bà. Mình chọn ăn bò tại vì mình thấy bò ngon, tôm thì thật ra cũng ngon thôi, nhưng mà tại vì tính mình ăn tôm hay bò vỏ, bò đầu, thế nên là nó ăn hơi bị cảm giác sượng mồm, vì con tôm hơi cứng. Ăn đi. Ngon mọi người, ngon không? Yếu hơi run à? Còn tôm liêu sỉ à? Mà cụt. Mời mọi người miếng bánh căn nhưng mà không có mực nhé. Mình làm rơi mất đây. Mình ăn bằng xíu mại. Không có người, có dâu thôi. Bánh căn không mực lái. Mời mọi người nhé. Tuy không có mực nhưng mà ăn vẫn cuốn. Ok, và vừa xong bọn mình đã ăn sáng với bánh căn của cô Trang. Bây giờ mấy anh em sẽ quyết định có thể sẽ di chuyển về khu vực Hòn Chồng để có thể tham quan. Và đi thôi. Rồi, ok, bọn mình đã đến khu vực Hòn Chồng. Bây giờ mua vé nha mọi người. 30k trên lượt. Nhét vào à? Bây giờ sẽ ra khu vực kia kìa. Rồi, phía trước mặt mọi người đó chính là Hòn Chồng. Và vừa xong bọn mình có mua vé để vào khu vực bên trên. Cái chỗ mình đứng này này, chỗ mình đứng này chụp ảnh view hắt xuống khá là đẹp. Yeah. Đi rồi, mấy anh em đi xuống khu vực mấy hòn đá. Đây là hai thanh niên. Lúc nãy bảo là bọn em không xuống đâu, nhưng mà đến bây giờ thì lại là xuống chụp ảnh sống ảo. Yeah. Nhạc hay quá, kinh. Vì bọn mình không có nhiều thời gian trải nghiệm ở Nha Trang, chỉ có khoảng hơn 1 tiếng, gần 2 tiếng để trải nghiệm thôi. Thế nên là chỉ có thể trải nghiệm được món bánh căn và tham quan khu Hòn Chồng. Có thể video của mình sẽ kết thúc tại đây. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video của mình và hy vọng chúng ta có thể là gặp nhau trong những video tiếp theo. Ok, nếu mà thấy thú vị hãy nhớ follow kênh của mình nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bye bye. Let's go đi về.